Thì mấy em đang đợi nè, đang ngồi đợi để giật cứu hồn nè. Nhớ kỷ niệm ngày xưa nha. Ngày hôm nay chùa ở Phước Yên Ni Tự có bán đồ chay cho các Phật tử dùng. Năm nào sư cô cũng có làm như vậy. Mấy em đang đợi đây, mấy em đang canh đợi nè. Ở Việt Nam cũng giật cô hồn, thì ở Mỹ này cũng có giật cô hồn nha các bạn. Đây là phong tục của người Việt Nam mình. Hôm nay làm để cho mấy em nhỏ biết. Kỳ là bánh nè, kẹo nè, đủ hết. Đó, dừng rồi nè. Trời ơi, cái này bự quá, nó hồn, cái thùng nó hốt hết trơn rồi nè. Người lớn cũng lấy nữa nè. Bỏ ra đây cho nó mi. Rồi. Cái này của người lớn rồi. Ok, tạm biệt cái video ngay đây. Mình qua bên đây dàn ẩm thực của chùa Phước Dương Ni Tự ngày hôm nay làm nha.
Có bán giải khát nè, chè, chè, cà phê. Alo anh, khỏe anh? Alo chị, khỏe chị? Alo chị? À, mua chè. Alo Tài. Bên đây bánh xèo hả? Bánh xèo ngon quá nè. Đây là cô Tài Yến này nha. Quay sao mà thành tai mèo luôn đi. Vào dòng nhiều dữ vậy. Thế là tao quay, tao đang chơi thường súng ha. Được đó. Ta chơi thường súng ha. Nó đây nó gọi là tai yến nè. Món mới đó Phương. Món mới. Hãy subscribe.